Ông ca Save the Children đặt nhà bằng cát nơi bạc giá cả muối bởi cọp đòi sự vật thập hiếp nâng ai tục chật bàn. Xâm rạp mà nút đại dương thư ca chứa muối, tạm rẻ bởi quán ca bìa sự vật thập hiếp. Cách xanh thân nìa ra viên bộc lực ông ca Save the Children nâng bộc lực xong cùng một kịch. Thế ngày nay, dương bạc trăm lý sân. Bạc bàn. Ok, dương chụp nìa thằng ngày xa ai tiền chân. Ta nâng miên rương ở với tiện mên tế, ai cực giáng lọ đại ón. Tạm bật tới, nhóm chân này dây ẩm bì rương muối cho muối nè. Rương nút ba đồng khan nhóm ông mùi ra dạ hơi. Chà bàn, xong rạp khi mộc. Trời chăm tha, bà sân bà miên bà nhà vầy đồng khan nè. Xong rạp ở khi bàn đừng. Đó còn nè, thật khi nhóm nông chia dưới mọi ọp bì xe mặt đập hiệp. Nâng rị rí ấy không ca chui nhẹ trên lịch. Vì chỉ rương bà nhà ra xa mùi. Khi nhóm mình miên bầm non mà có bà nhà hà. Rồi thua ở khôi kê cho mốt nà nà mà nẹ lời. Khi nhóm bì vầy đàn nhạc công phong như dây. Bần tái bà sân bà viết bật chìa đồng khan đòn nhạc mên. Xong cùng xe xử. Đọc khi mộc rồi hai chiếc khi nhóm ai chui nhẹ bàn. Nếu kẻ tôn nâng bộc lực rồi bỏ dương mà nè, đại tử tùa bàn ca cổ rộp dạng khăn bì mật ruộng ca nghĩa nâng xa cúm rồi bỏ quạt. Phần tài bì khlác khi nhóm miền ở rộng tha bị xâm đấy nâng ạ cặp kẻ rìa rồi bỏ quạt miền bà nhà hà, nâng khi miền ca cài chật, chỉ bị xét tự càng sạch đấy nâng cục mà. Nghĩa bàn thư rừng trầm trần nè, đại lượng dụng bà nhà hà ní là một đạp khi nhóm, không niềm dưỡng chỉ bộc lực xe bà chưa trần, vì chỉ cả tạp bà cạnh đồ bà dưỡng không ca riêng cá ông bì hạt ca, nâng ảnh cả bà kê dạo bạc nì. Phần tái quạt vừa ca nghe rồi bà quát bàn lõ nè, hai mà đồ chỉ trán có cổ rụng quát khăn nạc đài. Chúng dối là ông bì công bò đồ bà nè, tái tụ bà chỉ bộc cô nút miên tuôn này tìa vầy. Có bộ kế mình ai bà ông này có chú công nào mỗi bàn lời, hơi dưỡng nâng mình miên cả ảnh ao nào mỗi chung cả biệt biến, cả dê dí, cả kênh bảo vệ phần phết, cả rửa án, cặp ra ông bơ hằng xà, rửa cặp rửa bật khổ, từ lửa cổ má, rửa mình nụ bình vị, đại bốc lớp đồ bảo dường, ông cả đại cứu, nâng nét đồng nàng ở dường lời. Bạn, bị bật bật gọt nè. Hai nét, có trời đăng phong đại thà, ông cả Save the Children đâm rơi ở bốc lực, nâng nét đồng nàng tặng ở cho hạt lệ khá lực rong bảo tệ bạch. Đại bộ kết trời tại cổ rục tạm, sống bày tại nơi khốn nông chỉ bật bật luôn. Còn bảo tệ bản nút, thì nhìn thà, cá nghe được bao dưỡng mất bằng co ăn trài, đo cổ má mà nụ bình với, rước bộ cổ lực dương nụ tỷ. Ông ca Save the Children, lực thực chất ở dương cực nìa. Dù rút trong ca tục sát, có xâm cố, nâng riêng các ông pika rùm lụp, từ lưu xong đá ca ca phía sự vật tập hiệp được bao dưỡng. Rơi chăm thà, nhờ na có đòi, có ai trên nẹp rập rất ông pơ rùm lụp ông biến, nâng ca dư dịp xìm xìm. Dương đăng thá, ai dụ, sao bà đa xong công xe tự kịch, bị ca đập hiệp, dân đờ, bụt xa. Các sự thật không chấm nóng phía tích này tại sinh nhắn phía đăng dân đờ, đường chìm mùi nâng bọc lực lạc cả nạp xem xanh tiệt. Cả ai bằng thay đập hiệp nghe ruộng cửa chấm buôn nẹ tà tù phó, nâng bọc lực đồ bò dương. Rồi bốn ca phía sự vật hiệp đồ bò dương, bà ai lưu cô này dụ bái chấm nướng bầy. Cô này dụ bái cái ca phía sự vật hiệp của mà. Trời thì nề thà, cổ má đã miên tâm nệ tâm nông trên mùi ông ca Save the Children đã chỉ là tập hóa lên sự cảm ập hiệp ca nghề rồi bỏ dường chăm bách trời tại tựa tụ bán ca ca phía sự vật tập hiệp của kỳ vì ca bập rật đời chê tân á, rưu ạ chê tân á đã ảnh nộm ở bộ kế bởi chôm năng hàn hiệp hầy trong ca rùm lục bằng biên cổ má, ca kênh bởi vành phơ phết trong đồ búa, nâng cửa thân áp xem xì ông ca Save the Children không nọt vô ca rùm lục bằng biên cổ má trong đồn phạm tập hệt rùm miền ca rùm lục bằng biên phơ phết ca rùm lục riêng cái ca rùm lục phơ chết ca mình dục trật tục đá nâng ca kênh bởi vành. Cô này dù bài này có bắt đầu xâm khăn lưu cả anh vô cả cà phê sử dụng phía mình mà lộ. Đại nô mà miến, rước bằng cà thà này phầy, rộng cà rùm lộp bằng biến, rước bằng cò cửa thân nạc xem xếch đó cục mà. Cô này dù bài PSEA, bàn dục trật tục đại chi bị xe lưu cả cà phê mà nụ bình vầy, vì cả kênh bảo vánh, nâng cà rùm lộp bằng biến phần phết. Ní, rồi bằng chỗ tiên nẹ đại tù tù phò đại tù, rước đôi bảo dầu, vì cả mở thi rồi bảo dừng. Nâng mà nụ bình với nơi tu tiên xã cốm đại dương thua ca chi mùi. Cô này dụ bái nơi ca bật chăng nâng ca biệt biển, bàn dục trật tục đã chi bị xe. Từ lỡ ca bắt đó chú nơi bà đại giá ca nghiếp rồi cọp đau sự vật tập hiệp, xâm rạp bộc cơ lực rồi bỏ dưỡng tiền ọ. Dưỡng, nâng màn ọt áo chụp cuộc rụp tùm rốn nơi ca rơi ảnh. Ca biệt biến, rước co ạ ca bà kê giá mình xóm rộng không phê bóng bên ca nghiê, rùa miền ca bóng phật bóng phấy, nâng ca xâm luật. Cô này dụ bái tặng bây ní, rùm khí chì mùi krong bảo tệ bạch. Bằng cách bạn chỉ cực khăn trong cả cả phía sự vật tập hiệu được bỏ dưỡng. Đừng đi hỏi, nhà rùa khí nha, rùm tiền nha, nhóm, nâng xa mà chất trong cả nghe được bỏ dưỡng. Bên cả ta bật kịch trong cả anh vô tạm cô này dụ bài tiền này. Hãy trời trông chạm thà, cô ca tiền này, mình trông tại anh vô tạm lòng phê thuốc ca bằng nó tì. Bên tay, chứ có anh vô tạm lực không chỉ vật tốt luôn đài.
ពេលធ្វើការជាមួយកុមារឬមនុស្សពេញវ័យយើងមិនគួរបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ពួកគេទេហើយត្រូវការពារពួកគេពីគ្រោះថ្នាក់ដែរជាឧទាហរណ៍ការនិយាយលេងសើចឬការឲ្យយោបល់មិនសមរម្យការគំរាមកំហែងលើសុវត្ថិភាពការងារដោយគ្មានមូលដ្ឋានឬមានទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទជាមួយអ្នកទទួលផលត្រូវបានចាត់ទុកថាជាការប្រព្រឹត្តមិនត្រឹមត្រូវយើងនឹងមិនអត់ឱនចំពោះសកម្មភាពទាំងអស់នោះទេដូច្នេះអាកប្បកិរិយារបស់មនុស្សម្នាក់នោះគឺជាការប្រព្រឹត្តខុសមែនទេក្នុងករណីនេះតើអ្នកគិតថាខ្ញុំគួរធ្វើយ៉ាងណាយើងត្រូវប្រាប់ដំណឹងដល់ស្ថាប័នអំពីហេតុការណ៍កលតិសៈឬអាកប្បកិរិយាបែបនោះរួចបុគ្គលិកអង្គការ Save the Children អាចផ្ដល់ដំណឹងឬរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍បែបនោះតាមរយៈប្រព័ន្ធ Online Datech ចំណែកឯអង្គការដៃគូអ្នកតំណាងអ្នកទទួលផលនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធអាចរាយការណ៍បានតាមរយៈយន្តការផ្ដល់ព័ត៌មានបញ្ចេញមតិរបស់យើងអ្នកក៏អាចតាក់ទងទៅកាន់ជនបង្គោលនៃការការពារសុវត្ថិភាពរបស់ Save the Children សម្រាប់ជំនួយបន្ថែមនិងដើម្បីរាយការណ៍ដោយផ្ទាល់ប៉ុន្តែត្រូវចាំថាសូមកុំធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើអ្វីដែលអ្នកព្រួយបារម្ភដោយខ្លួនឯងអង្គការ Save the Children នឹងធ្វើការឆ្លើយតបរាល់ការរាយការណ៍សំខាន់ៗទាំងអស់និងរក្សាការសម្ងាត់ជនរងគ្រោះនិងអ្នកដែលរាយការណ៍ពីហេតុការណ៍នោះប្រសិនបើអ្នកបានភ្ជាប់ជាមួយព័ត៌មានលម្អិតសម្រាប់ទំនាក់ទំនងអ្នកជំនាញរបស់យើងនឹងតាក់ទងទៅអ្នកប្រសិនបើចាំបាច់ត្រូវការព័ត៌មានបន្ថែមអ្នកអាចរាយការណ៍ដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះឬស្នើសុំមិនឲ្យមានការតាក់ទងត្រឡប់វិញប៉ុន្តែយើងអាចនឹងសាកសួរដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតក្នុងការបន្តរាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍នោះសូមស្វែងរកឯកសារគោលនយោបាយកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពនិងតាក់ទងមកកាន់ជនបង្គោលរបស់យើងដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមអំពីយន្តការការពារសុវត្ថិភាពវាគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងម្នាក់ៗនិងទាំងអស់គ្នាក្នុងការយល់ដឹងអំពីស្តង់ដារក្នុងកិច្ចការពារសុវត្ថិភាពនិងរាយការណ៍អំពីហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ដែលកើតមានលើកុមារអ្នកដែលទទួលផលដែលជាមនុស្សពេញវ័យនិងបុគ្គលិករបស់យើង